Thưa quý vị, đây là hiện trường của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Chiếc ô tô 7 chỗ mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đã tông vào giải phân cách khiến cho 2 người tử vong và 3 người trọng thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 tại quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 92A-15168 do tài xế Nguyễn Đình Quốc Tuấn, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Quảng Nam điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam, trên xe có 5 người. Xe ô tô tự tông vào giải phân cách giữa đường. Hậu quả, tài xế tử vong tại hiện trường. Chị Nguyễn Thị Lên, 20 tuổi, trọng thương, được đưa đến trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu, sau đó tử vong. 3 người còn lại trên xe bị thương, trong đó 2 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 1 người cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Bình Sơn. Vụ việc đang được công an huyện Bình Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân.